Chào tất cả các học sinh lớp 9. Các em đang theo dõi video bài giảng sách giáo khoa vật lý 9 được phát hành trên kênh YouTube Học 247 TV. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo của chương 1, chương điện học. Và bài học mà chúng ta nghiên cứu là bài số 9, sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Trước khi vào bài mới thì cô sẽ có một phần nhỏ, đó là kiểm tra bài cũ như sau. Công C1. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài và tiết diện như thế nào? Ở hai bài học trước là chúng ta đã học về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài và tiết diện rồi đúng không? Thì chúng ta đã biết, đó là điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài và tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. Rồi tiếp tục câu C2 là một câu bài tập. Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 bằng 5 mm² và có điện trở R1 bằng 8,5 ohm. Dây thứ hai có tiết diện S2 bằng 0,5 mm² và tính điện trở R2. Dữ kiện bài toán cho chúng ta là gì các em? Thứ nhất là tiết diện S1 và tiết diện S2. Đồng thời cho biết giá trị điện trở R1 và cần tìm R2. Như vậy thì chúng ta sử dụng công thức gì? Nhân chéo chia ngang, R1 trên R2 sẽ bằng S2 trên S1. R1 bằng bao nhiêu? R1 bằng 8,5 ohm. S1 bằng 5 mm² và S2 bằng 0,5 mm². Từ đó chúng ta suy ra được R2 sẽ bằng S1 nhân R1 trên S2. Thay số vào chúng ta sẽ có R2 sẽ bằng 5 x 8,5 trên 0,5 và bằng 85 ohm. Đó chính là giá trị của điện trở R2. Rồi được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung bài học mới. Phần 1 lớn là sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Thực hiện yêu cầu của câu C1, để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với dây dẫn có đặc điểm gì? Cô sẽ trả lời như sau. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì chúng ta phải tiến hành đo điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng mà vật liệu khác nhau. Từ những cái vật liệu làm khác nhau này, chúng ta sẽ tìm ra được cái sự phụ thuộc của điện trở đối với từng loại vật liệu. Chẳng hạn như cô sẽ lấy ví dụ, đó là chúng ta lấy 3 dây dẫn như sau. Dây thứ nhất là dây bằng đồng. Đoạn dây dẫn thứ hai có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng mà vật liệu nó khác. Đoạn dây này bằng nhôm. Và đoạn dây thứ ba cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng mà vật liệu khác, màu này nó xám hơn. Đây là đoạn dây bằng sắt. Như vậy cô lấy 3 dây dẫn này, đồng, nhôm và sắt. Chiều dài đều bằng L với L1, L2 và L3 bằng nhau đều bằng L. L1 bằng L2 bằng L3. Đây, cùng chiều dài L1 bằng L2 bằng L3. Tiết diện của dây đồng là S1, tiết diện của dây nhôm là S2 và tiết diện của dây sắt là S3. Chúng có cùng tiết diện như S1 bằng S2 bằng S3 và khác vật liệu làm dây. Từ đó chúng ta sẽ kết luận được điều gì? Để suy ra được điều đó, chúng ta tìm hiểu phần 1 nhỏ là thí nghiệm. Câu A là vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của các dây dẫn. Đó chính là sơ đồ mạch điện để chúng ta tiến hành thí nghiệm xác định điện trở. Đây là gì các em? Đoạn dây này chính là dây dẫn để xác định điện trở, nó nằm ở đây. Rồi, bố trí thí nghiệm như vậy. Chúng ta tiến hành thí nghiệm và lập bản ghi kết quả thí nghiệm như sau. Chúng ta sẽ đo 3 lần, đo hiệu điện thế, đo cường độ dòng điện. Từ đó chúng ta sẽ tính được điện trở của dây dẫn bằng công thức R bằng U trên Y. Chúng ta đo 3 lần, lần thứ nhất là đo dây đồng, lần thứ hai là dây nhôm và lần thứ ba đo dây sắt. Và bây giờ chúng ta tiến hành thí nghiệm như sau. Thí nghiệm 1 là đối với dây đồng có gì đây? Đây là cái đoạn dây đồng này các em. Đoạn dây đồng này nó có chiều dài L bằng 100m và tiết diện S bằng 1 mm². Và chúng ta đo được đó là R1 lúc này sẽ bằng U1 trên I1. Và chúng ta đo U1 bằng 6V này. Chúng ta đo U1 bằng 6V,
I1 bằng 3,5 A, như vậy thì R1 sẽ bằng U1 trên I1 bằng 6 trên 3,5 bằng 1,7 ôm. Nhớ chưa cô ha? Tiếp tục, đoạn dây thứ hai chúng ta thay đoạn dây đồng bằng đoạn dây nhôm có cùng chiều dài cùng tiết diện, tức là chiều dài là 100 m và tiết diện S bằng 1 mm². Và chúng ta đo có U2 cũng sẽ bằng 6 V và I2 lúc này bằng 2 A. Như vậy thì R2 sẽ bằng U2 trên I2 bằng 6 trên 2 và bằng 3 ôm. Giờ thay đoạn dây nhôm bằng đoạn dây sắt có cùng chiều dài cùng tiết diện như trên, liều bằng 100 m và S bằng 1 mm². Dây sắt thì chúng ta đo được hiệu điện thế bằng 6 V và ampe kế bằng 0,5 A. Như vậy thì R3 sẽ bằng U3 trên I3 và bằng 6 trên 0,5 bằng 12 ôm. Và qua 3 lần đo thì chúng ta đã tính được 3 giá trị điện trở ứng với dây đồng, dây nhôm và dây sắt. Chúng ta quay trở lại với bạn ghi kết quả thí nghiệm là một câu B như sau. Qua 3 lần đo dây đồng, dây nhôm và dây sắt, thì điện thế đều bằng 6 V. Cường độ dòng điện lần lượt là 3,5 A, 2 A và 0,5 A. Điện trở dây điện lúc này lần lượt của dây đồng là 1,7 ôm, điện trở dây nhôm là 3 ôm và điện trở dây sắt là 12 ôm. Từ đó, cô sẽ có kết luận như sau. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Nhấn cho cô ha. Nó có một sự phụ thuộc, nhưng mà nó phụ thuộc như thế nào thì chúng ta hãy tìm hiểu ở phần tiếp theo. Phần hai lớn là điện trở xuất, công thức điện trở. Một nhỏ là điện trở xuất. Điện trở xuất là gì các em? Đây cô xin cung cấp khái niệm của điện trở xuất như sau. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng gọi là điện trở xuất của vật liệu. Được chưa nào? Đó chính là khái niệm điện trở xuất. Cô sẽ lấy ví dụ như sau. Chẳng hạn như cô lấy một đoạn dây nhôm. Đoạn dây nhôm này nó có chiều dài L, L bằng 1 m và tiết diện S của nó S bằng 1 m², tức là diện tích đáy. Vậy thì đoạn dây nhôm này nó có điện trở xuất là bao nhiêu? Bây giờ cô sẽ có R nhôm, điện trở của dây nhôm này là 2,8 nhân 10 mũ trừ 8 ôm. Đó chính là điện trở xuất các em nhé. Điện trở xuất của dây nhôm bằng 2,8 nhân 10 mũ trừ 8 ôm. Tương tự, lấy một đoạn dây đồng có cùng chiều dài và cùng kích thước, cùng chiều dài L bằng 1 m và cùng kích thước tiết diện S bằng 1 m². Lúc này thì đoạn dây đồng này nó sẽ có điện trở xuất. R đồng lúc này điện trở xuất của đồng sẽ bằng 1,7 nhân 10 mũ trừ 8 ôm. Vậy thì cô sẽ nói điện trở xuất của nhôm là 2,8 nhân 10 mũ trừ 8 ôm nhân mét. Còn điện trở xuất của đồng là 1,7 nhân 10 mũ trừ 8 ôm nhân mét. Và điện trở xuất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1 m và có tiết diện 1 m², chính là hai ví dụ về đoạn dây nhôm và đoạn dây đồng như ví dụ trên. Và cô ký hiệu điện trở xuất là rho. Đây ký hiệu rho đây các em. Chữ P mà P này hơi cong, P hơi cong đọc là rho. Đơn vị của rho là ôm mét. Và cô xin cung cấp cho các em bảng điện trở xuất của một số chất ở 20 độ C như sau. Về kim loại, cô sẽ cung cấp cho chúng ta 5 kim loại là bạc, đồng, nhôm, wolfram và sắt. Và cô cũng cung cấp 4 loại hợp kim là nickelin, manganin, kontantan và nichrome. Chúng ta có trong các loại kim loại từ bạc, đồng, nhôm, wolfram và sắt thì điện trở xuất của sắt là lớn nhất. Điện trở xuất của sắt là 12 nhân 10 mũ trừ 8 ôm mét, còn điện trở xuất của bạc là nhỏ nhất, 1,6 nhân 10 mũ trừ 8 ôm mét. Và trong bốn loại hợp kim thì điện trở xuất của nichrome là lớn nhất, 1,10 nhân 10 mũ trừ 6 ôm mét, còn điện trở xuất của nickelin là nhỏ nhất, 0,4 nhân 10 mũ trừ 6 ôm mét. Rồi được chưa nào? Tiếp tục chúng ta sang thực hiện yêu cầu của câu C2. Đi vào bảng 1, trở xuất của một số kim loại và hợp kim. Từ đó chúng ta hãy tính điện trở xuất của một đoạn dây dẫn kontantan dài L bằng 1 m và có tiết diện S bằng 1 mm². Đoạn dây dẫn kontantan này chính là hợp kim đúng không các em?
cùng quay trở lại xem hợp kim Constantia. Đỉnh trợ xuất của nó rho bằng 0,5 x 14 trừ 6 ohm. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính bài này như sau. Chúng ta sẽ có 1 mét vuông thì bằng 10 mũ 6 mm vuông. Vậy thì 1 mm vuông, cái tích điện S 1 mm vuông lúc này nó sẽ bằng 1 trên 10 mũ trừ 6 mét vuông. Theo bảng trên đó thì ta sẽ có điện trở của Constantan thì có chiều dài là 1 mét và tích điện 1 mét vuông là 0,5 x 10 mũ trừ 6 ohm. Do đó thì điện trở của dây Constantan thì có chiều dài 1 mét và tích điện 1 mm vuông lúc này. Chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu này 0,5 x 10 mũ trừ 6 ohm trên cho 1 nhân cho 1 trên 10 mũ trừ 6 mét vuông và nó sẽ bằng 0,5 ohm. Nội dung tiếp theo chúng ta cần nắm là phần 2 nhỏ công thức điện trở. Câu C3. Để xây dựng công thức điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài L, có tích điện S và làm bằng vật liệu có điện trở suất là ρ, hãy tính các bước như bảng 2. Đây, chúng ta có bảng 2. Chúng ta sẽ tính 3 bước. Với đoạn dây dẫn mà có chiều dài 1 mét và tích điện 1 mét vuông, thì lúc này điện trở của dây dẫn R1 sẽ bằng rho. Với đoạn dây dẫn có chiều dài L và tích điện 1 mét vuông, thì lúc này điện trở của dây dẫn R2 sẽ bằng rho nhân L. Từ đó chúng ta tính được với đoạn dây dẫn mà có chiều dài là L mét và tích điện S mm vuông. Cô xin lỗi, tích điện S tính theo mét vuông chưa biết, thì R lúc này sẽ bằng rho nhân L trên S. Từ đó chúng ta đi tới khái quát công thức R bằng rho nhân L trên S này chính là công thức tính điện trở. Phần 3 kết luận. Cô có kết luận như sau. Điện trở của dây dẫn được tính bằng công thức R bằng rho nhân L trên S. Trong đó thì rho là điện trở suất, đơn vị là ohm mét. L là chiều dài dây dẫn tính theo mét và S là tích điện dây dẫn tính theo mét vuông. Rồi các em thân mến, như vậy là chúng ta đã đi xong một số nội dung chính của bài chính, sự phụ thuộc của điện trở và vật liệu làm dây dẫn. Qua bài học này thì các em cần phải nắm được đó là thứ nhất là sự phụ thuộc của điện trở và vật liệu làm dây dẫn và nội dung thứ hai là công thức điện trở và điện trở suất. Các em hãy cùng đón xem các video tiếp theo nằm trong danh sách bài giảng sách giáo khoa vật lý chính và danh sách hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý chính. Được phát hành trên kênh YouTube Học 247 TV và đừng quên bấm subscribe kênh cũng như chia sẻ và mời bạn bè cùng vào học các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.